Hello, xin chào mọi người, trong video channel của mình chúng ta còn chạy Terraria. Và tập này chúng ta sẽ đánh nhau ở Dungeon Guardian. Thế là một số bạn nào chưa biết thì nó là cái gì thì Dungeon Guardian là một con boss khỏe nhất game. Nó khỏe hơn cả Mulot đấy. Theo như mình thì giá nó khỏe hơn cả Mulot cơ. Lên qua bên này nào, vào red đi. Qua bên trái nhá. Ok, thì về cơ bản thì các bạn muốn đánh bại nó thì các bạn cần phải có một cái tàu bay giấy. Theo như mình nghĩ là vậy. Và các bạn để máu thấp để tại vì con này máu thấp nó chạy nhanh hơn mà. Mình toàn phải chơi con này máu thấp nếu mà muốn đánh nhau cả đây. Đây là lần đầu tiên mình đánh nhau và đang ra Guardian đấy. Mình hy vọng là không có vấn đề gì xảy ra. Hy vọng là không fail hay là bỗng dưng có nhân tố bí ẩn xuất hiện nữa. Thầy Linh đang nghe. Linh ơi làm gì đấy? Đâu rồi? Sao đi bên đấy? Bên này cơ mà. Đang nhìn bên này mà. Kiếm bé làm gì? Kiếm bé làm gì? Kiếm bé làm gì? Không cần, bay lên là được mà. Bay lên được mà. Gino. Được mà. Có thể các bạn chưa biết mình có thể bay lên được. Small world mà. This is a fucking small world, you know. Hai đây thì rộng lớn. Không đây small. Đợi tí mình nghĩ mình nên đào thẳng một đường. Rồi đào thẳng một đường là tốt nhất. Muốn đánh nhau con này phải dùng cách đào thẳng một đường lên. Chúng ta đào thẳng một đường rồi bay lên là được mà. Có đâu vấn đề gì đâu. Giáp mình dùng sẽ là giáp này đi. Triệu hồi con rồng ra. Hai con. Ok, hai con đây. Mình sẽ dùng những cái thứ mà nó dùng được. Ví dụ như cái này này. Set Nebula à? Cho Nebula thì không sao. Không, chúng ta không nên dùng set Nebula. Dùng set này đi cho nó lành. Không, set này. Nói chung là không biết nên dùng set nào nhỉ. Set nào nó kiểu không hợp đến nhau với con này ấy. Thôi không sao. Lẩy lên đi. Áo xe này nó có dash. Tốt nhất là dùng xe này đi nó có dash. Ok, Linh đến chưa? Gọi boss nè. Đang gọi là khẩu boss đây. Xong thấy boss nhỉ? Hello. Ôi nó đến, hai con! Linh hai con là sao? Hai con hứa cầu có như trên bản đồ bạn thấy có hai con nhá hứa cầu nhỉ sau game này hứa cầu nhỉ con này đang ở trong tốc độ full speed sau game này đã có hai con nhỉ cầu vùng tối thượng mình để quên mất ở trong cái map này thì mình không có cái đấy. Cất bớt cái này đi. Rồi. Ok. Ổn rồi đấy. Đó là ổn khi đánh nhau đang chuyển Guardian như thế này. Mình hy vọng là thế. Kiểu đang đánh nhau nhưng chết nhảm ý. Lúc ấy khóc không ra nước mắt luôn. Cái gì đấy? Linh. Ai dư rảnh. Ngoài dư sâu rảnh. Đây không phải expert đâu. Đây là map bình thường thôi ấy. Đây chỉ là map bình thường thôi mà. Lên đi. Lên đi Linh. Đừng xuống đấy làm kẻ đào mộ nữa. Chúng ta không cần phải đánh với con đấy đâu. Thế khinh của nó quá. Khinh của chỉ chúng ta luôn. Đi à. Hãy đi đánh nhau với con Dungeon Guardian 9900 máu kìa. Mình cực kỳ hóng đánh con này rồi. Chơi game chỉ vì đánh nhau con này thôi chứ làm gì đâu. Hi hi. Hi hi đây hả? Mình đã chuẩn bị rất là nhiều mana. Chuẩn bị một tí đạn thôi mà mana chuẩn bị rất nhiều. Game xuống trước nhá. Hy vọng không vấn đề gì xảy ra.
Ô hay rồi, ba con, ba con. Ba con Linh ơi. Ba con này. Ba con Linh ơi. Thế này là sao? Ba con là thế nào? Ba con là thế nào hả Linh? Ok, từ từ nhá, từ từ nhá, từ từ nhá. Hy vọng có thể từ từ được. Ê, đã cứ từ từ gây đa lên bọn nó. Từ từ nhá. Ok, cứ từ từ, nó 8.000 máu rồi. Cái này và cái đài chúng ta sẽ tiêu diệt nó đấy. Ok, từ từ nào. Từ từ nào các em bé bỏng. Oh shit, bị dồn vào góc. Ok, không sao. Chưa vấn đề gì cả. Ok, các em ấy vẫn đang ở vị hiểu, vẫn vẫn mất máu. Oh shit, tối mana quá. Có vẻ là mấy cái đầu này sẽ đuổi theo mình một khoảng thời gian rất là dài, từ đầu map đến cuối map. Mình hy vọng nó không bị nó outrun. Nếu các bạn không outrun là gì, tôi bị nó đuổi kịp ý, kiểu nó chạy nhanh nổi điên lên hay là làm sao đó. Úi rồi, thôi xong rồi. Sao lại ba cái đầu? Xin lỗi. Còn lâu tao bị ba đứa bọn mày đuổi kịp à, bọn gà. Mình phải vừa nhìn map, mình còn phải vừa tìm cách bay thế nào hạ cánh để cho phù hợp ấy. Cả dash nữa. Chơi phải dùng não. Dùng não không thắng được. Ok, đừng nửa map vào nó. Ui, có một con sắp chết rồi Linh ơi. Con nó 4.000 máu rồi. Ngon chim. Ngon như cái chim của cái thằng ấy mà rồi nó chỉ một cái đầu. Sao lại sinh được ba đứa con mà trong khi nó chỉ một cái đầu nhỉ? Nó được kỳ lạ đi. Vạn vật sinh ra đều phải có cha mẹ, đó là điều khẳng định rồi, nhưng mà cha mẹ bọn này là thằng nào chứ? Kể cả được chế tạo ra nó cũng phải có cha mẹ ấy nhỉ. So weird. Thì đây là đăng truyền Guardian, có thể các bạn chưa biết là đây có ba con cơ. Một số bạn chưa biết thì ở đây có đăng ba con đăng truyền Guardian. Ui số chỗ này có cột. Nó sắp một con sắp chết rồi, một con sắp chết rồi. Ok, một con chết rồi nhá. Ngon. Còn hai con thôi. Ra qua bên này. Còn một con, à còn còn hai con. What the fuck Linh, sao để hai con cho người ta giải quyết này. Ôi bên này là tường. Sao nó đuổi theo mình nhở? Vai. Nó đuổi theo Linh nhở? Hay. Why me? Why not Linh? Mình sẽ không coi như đây là một tập, mà mình chỉ coi như đây là một cái phụ thôi ấy. Để các bạn biết cách đánh đăng trừ cái điền, khi các bạn full đồ, các bạn mua đống bình mana, các bạn ngồi ngồi rỉa từng con một này đấy, để một thằng bạn đi theo nó ngồi giết. Và mình đây là để map ở normal main mode thì mình không biết là expert nó khó hơn không, nhưng mình nghĩ nó chỉ tương tự này thôi. Thế nên lát nữa mình sẽ thử cho expert. Mình muốn thử xem nó khác gì trong cái normal không. Xơ nó một khác gì nhau không Linh? Không à, thế thôi, không không cần phải thử lại đâu nhỉ. Cho đăng truyền Guardian nó cũng chỉ, mình không muốn đánh con này nhiều lắm, nó mất thời gian. Bạn nhìn cái đầu nó xoay mà nó chạm nhẹ bạn phát 19.900 máu ấy. Nó chạm nhẹ bạn phát, bạn cứ gần mấy máu các bạn chơi nào được. Ok, sao trên một cái đầu nữa kìa kìa. Ngon. Mình tốn một đống mana vì cái này đây, mong là nó đáng. Tốn rất nhiều mana, mình xin đảm bảo luôn. Linh ơi, why you make me have to bait him? Lâu lâu tự nhiên mình bị mất cái chuột là sao nhỉ? Có một cái đầu thôi à? À không, không. Đau tim. Bị đau tim ấy. Bị đau tim ấy nhá. Đừng dọa tôi thế, tôi bị đau tim. Ok. Xuống xuống đi. Xuống đi nào. Hình như chết hai đầu ấy, có ba đầu ấy. Mình không hiểu sao mình vào đăng trường cái điên, đăng vào đăng trường nó tận ba đầu ra giết mình nhỉ? So weird. Đây, why we call it weird. Thì các bạn muốn đánh con này, các bạn sẽ mặc đồ solo này. Thì ui rồi cái gì đây? Cái con. Có một con nó chặn mình trên đường.
Ok, được đồ không Linh? Nhặt được đồ chưa? Đây, thì khi các bạn đánh bại con này, nó sẽ cho các bạn cái này. Thì... thì các bạn có thể thó... không xong mình được. Ừ, nó không được xài mà. Thì sau khi đánh bại con một trong số những con đang dừng cá điền đấy thì mình sẽ được xăm một cái đầu này, này. Như các bạn thể thấy mình có một cái đầu lâu đi theo. Ngon không? Vui không? Mình tốn 2 stack mana. Ồ, gì ấy? Ồ, vẫn là cái đấy mà. Ok, thế sao một cái là cái này, một cái là cái này nhỉ? Ui quá. Nó chẳng khác gì nhau nhỉ? À đâu, cái này là cái này. Mình bị nhầm, chứ nó sẽ là mình nhầm. Đây, khi đánh xong các bạn sẽ có cái này easy không? Ok, xong 10 phút rồi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở một video ngắn khác. Goodbye.